Nghe Lý Trân Trọng kính chào quý khán giả Đài Truyền hình Đất Việt. Kính thưa quý vị, một sự kiện có thể nói đã tạo một sự phẫn nộ trong cộng đồng người Việt trong cái thời gian này. Đó là, thưa quý vị, cái sự việc xảy ra ngày 23 tháng 2, 2017. Với trách nhiệm dân cử đại diện cho nửa triệu người Mỹ gốc Việt tại Cali. Vâng, nghị sĩ Janet Nguyễn đã trong cái dịp mà vinh danh ông Tom Hayden thì nghị sĩ Janet Nguyễn đã cố gắng không có phát biểu, nhưng mà đến ngày 23 thì thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã nói lên cái sự phản bội của Tom Hayden và Jane Fonda là vợ cũ của ông, là những kẻ phản chiến hàng đầu đã tiếp tay cộng sản xâm lăng miền Nam, tạo nên cái thảm họa của những thuộc Việt Nam suốt 40 năm qua. Và thưa quý vị, trong lúc thượng nghị sĩ đang nói như vậy thì thượng nghị sĩ đã bị cúp mic và bị mời ra khỏi sàn của thượng viện. Thưa quý vị, sự việc đó đã xảy ra một làn sóng phẫn nộ, và trong cộng đồng người Việt có những phản ứng như thế nào, sự việc diễn tiến như thế nào, chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghe Lữ và giáo sư Nguyễn Văn Canh, nhà báo Bùi Lương Thiện. Trước hết thì Nghe Lữ kính chào thầy. Thầy có thể gửi lời chào quý khán giả Đài Truyền hình Việt và cũng mời anh Bùi Lương Thiện. Chào Nghe Lữ và chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Nét Việt. Dạ vâng, tôi Hồ Lương Thiện xin chào giáo sư, chào Nghe Lữ và xin chào quý khán giả của Đài Truyền hình Nét Việt. Dạ vâng, thưa thầy, sự việc mà những Nghe Lữ vừa tóm tắt như vậy thì thưa thầy, với tư cách là một người tị nạn cộng sản, là một giáo sư ngành luật, thì thầy thấy cái sự việc đó với cái tư cách một người tị nạn cộng sản thì thế hệ hậu duệ Janet Nguyễn đã can đảm đứng trước Quốc hội nói như vậy và bị chịu cái sự xúc phạm như vậy, thì thầy nói điều gì với Janet Nguyễn, và với tư cách là một giáo sư luật thì thầy nhận định sự việc này nó tệ tới mức nào thưa thầy? Tôi hết sức là ngợi khen những cái cách hành xử của nghị sĩ Janet Nguyễn. Ngày 21 là cái ngày mà vinh danh Tom Hayden. Nhưng mà Janet Nguyễn là người chắc chắn là trong óc có cái sự chống đối đó. Có nhiều cách để mà hành xử cái quyền của mình. Có thể là cô ấy không dự, nhưng mà cô ấy lại ngược lại, cô ấy đến cô ấy dự cái buổi họp đó. Không dự thì có vẻ chống đối một cách tiêu cực, thì chắc chắn là cô ấy không chọn cái cách đó. Nhưng cô ấy đến dự, nhưng đến dự đó, thay vì có những người khác người ta có thể la ó, nhưng đằng này cô ấy cũng lặng thinh, không có nói câu gì. Rồi cuối cùng phản đối bằng cách là bỏ đi ra. Đó là một cái thái độ rất đứng đắn và rất cái cử chỉ đó là một cái hành vi đáng ca ngợi của một cái người, nhất là nữ nghị sĩ gốc Việt mà trẻ tuổi. Thì như đấy là cái cách hành xử của cô ấy. Nhưng mà cô ấy phải chờ đến 2 ngày sau, trong một cái buổi họp khác, trong cái nghị trình của buổi họp khác đó, là cô ấy được nói, và lúc đó cô ấy nói, cô ấy phản ứng. Cái lý do cô ấy giải thích là cái ngày 21, tức là trước đó 2 ngày, cô ấy không nói là vì xúc phạm đến gia đình của ông Tom Hayden, bởi vì họ không là nạn nhân của những cái công việc mà Tom Hayden làm. Cho nên cô ấy không nói, cô ấy nói ngày 2 ngày hôm sau. Và cái hành vi đó là cái hành vi nhân bản mà tính cách cao thượng của cô Janet Nguyễn. Thì tôi hết sức ngợi khen về cái hành vi này. Dạ vâng, thưa thầy, về cái khía cạnh luật thì thưa thầy, Thượng viện có quyền cúp mic một người nghị sĩ đang phát biểu và đồng thời còn áp lực đó là đưa ra khỏi sàn Thượng viện không thưa thầy? Tôi không biết cái nội quy của Thượng viện, nhưng mà dựa trên cái nguyên tắc gọi là Robert Rule, mà cái đó là cái căn bản cho tất cả mọi sinh hoạt của Thượng viện, của các tổ chức, thì sau khi mà đã có cái nghị trình, cái agenda đó đưa ra và cô này đã được phép nói rồi mà cúp ngang xương như vậy là một hành vi không thể chấp nhận được. Cái thứ hai nữa là khi mà cúp, cô ấy không cho cô ấy nói, lại còn giao cho an ninh escort cô đi ra bên ngoài một cách bằng bạo lực. Cái điều đó là điều không thể chấp nhận được và chắc chắn là vi phạm luật.
nói chung của cái sinh hoạt dân chủ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi được biết được rằng đó là chúng tôi được biết được rằng sau cái sự việc đó thì rất là nhanh cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali, cô cùng những chính trị đã có một buổi họp để mà bàn cái biện pháp như thế nào đó để bày tỏ nên cái sự ủng hộ của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, và đồng thời là nói cho thượng viện tiểu bang Cali thấy được rằng không những đó là sự xúc phạm một thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Việt mà còn là xúc phạm đến con người Việt. Thì anh Thiện có thể cho mọi người cũng biết rằng cái nội dung buổi họp đi như thế nào và mọi người mong muốn điều gì. Vâng, mời anh. Dạ vâng, thưa anh Nghe Lữ và thưa quý vị, ngay sau đó đúng như anh Nghe Lữ nói thì là cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali có một phiên họp khẩn tại khu hội của tù, có giáo sư Cảnh cũng có tham dự luôn. Thì là nói chung là chúng ta rất là phẫn nộ trước cái hành động sai trái của một số cá nhân lãnh đạo thượng viện thuộc đảng Dân Chủ đã có những cái hành vi áp bức áp chế thượng sĩ Janet Nguyễn của chúng ta hoàn toàn sai. Vấn đề còn lại là chúng ta phải phản ứng như thế nào. Thì có những cái phản ứng cũng như là có một số ý kiến được đưa ra, nhưng nói chung đó thì bà con đồng ý có một cái phản ứng mà tương đối là thuận lợi nhất cho tất cả mọi người, mà lên tiếng nói rất là rõ ràng, đó là cái cuộc biểu tình. Thì cuộc biểu tình lúc đầu nó dự định vào thứ năm, nhưng mà sau này dời lại thứ hai, cái lý do là để cho được phối hợp với đồng bào ở Nam Cali cũng như là Sacramento, Stockton các nơi và San Francisco nó được đông đảo hơn. Và ngoài ra thì cũng có một ý kiến, cũng có một cái dự định đó là sẽ đăng một cái kháng thư đó trên tờ báo Sacramento Bee. Cái nội dung là như thế nào? Cái nội dung là sẽ đăng lại cái bài phát biểu của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn mà đã bị cúp, đó đã bị dìm đi không cho tiếng nói, mà như chúng ta thấy đó, mặc dù hai cái nhân viên an ninh đó vào, đúng ra là thế này nè, nói mời ra không có đúng, remove tức như là không phải là mời, nó mời có lịch sử rồi, có thể nói là đuổi ra đi đó. Remove. Và nhưng mà hai cái người an ninh này thực sự là họ cũng rất là nể trọng thượng sĩ. Tại vì sao? Cái chuyện mà remove mà dùng bạo lực á, thường thường á, khi mà dùng an ninh tới yêu cầu đẩy người kia ra là họ quật cái tay đằng sau hoặc là cầm vân vân. Đó là cái căn bản đầu tiên. Nhưng chúng ta phải ghi nhận tại chỗ là hai cái người an viên một nam một nữ đó, họ cũng có sự nể trọng của gia đình quyền, họ không hề dám cái hành động đó. Vì sao? Ngày nào là không gặp bà thượng sĩ ở đây, thấy không? Cái hành động bạo lực đó là chỉ sử dụng cho những kẻ phá hoại. Còn đây chính cái người an ninh là có lẽ họ cũng thấy bà này bị xử là không đúng, cho nên họ cũng xin lỗi, giống như lùa để đẩy vậy thôi, chứ cũng không dám có cái hành vi nào mà là xúc phạm. Nhưng mà quan trọng là thường xảy ra rất Nguyễn đó, mặc dù bị áp chế đẩy đi nhưng mà vẫn cương quyết trở lại nói, thì tôi cho là hành động đó là hành động rất là can đảm, rất là đáng ca ngợi. Nó thì tóm lại đó, thì cái hành động như vậy đây tôi thấy là chúng ta phải phản đối, là đăng báo cho người ta thấy rằng là những cái tiếng nói như thế này đây nè, mà tại sao bị bịt miệng người ta, thấy không? Rồi đăng kháng thư của chúng ta, cũng như đăng cả cái hình ảnh biểu tình đó, chúng ta có những hành động rất mạnh biểu tình và phản đối gạch mặt luôn những cái người thượng sĩ mà họ bắt buộc họ phải trả giá, họ không thể nào có những cái hành động gọi là xúc phạm tới cái phẩm cách của đồng viện của họ là thượng sĩ Janet Nguyễn, là đồng viện của họ, ngang vai ngang vế với họ chứ không phải là người tầm thường, họ không có quyền làm những cái việc như vậy, và cũng không thể làm xong rồi bây giờ thôi sorry xin lỗi, không được, phải trả giá. Đó, thì đó là cái nhưng mà cái việc đăng báo thì nó cũng rất là khó khăn, thì không biết là đi tiến hành tới đâu rồi, nhưng mà đó là những cái dự định để chúng ta phải lên tiếng nói để làm sao cho cái công lý và cái lẽ phải, cái công bằng nó phải phục hồi, và cho những cái người mà họ gây ra cái điều sai lầm này họ phải trả cái giá, cái trách nhiệm của họ. Vâng. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, đây là một cái đề tài cần bàn, bởi vì có thể nào chúng ta không thể ngờ rằng ở một xứ sở tự do như thế này, cái hình ảnh cha Lý thì bị bịt miệng ở trong nước đối với thế giới cộng sản. Nhưng mà ngay tại quốc hội của tiểu bang Cali, một vị dân cử đã bị chủ tịch thượng viện cúp phone, cúp mic, để rồi thậm chí còn remove ra. Thì cái điều đó nó là một hình ảnh có thể nói rằng không những xúc phạm cho thượng nghị sĩ Janet Nguyễn mà còn xúc phạm cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Cho nên chắc chắn rằng chúng tôi mời quý vị vẫn giữ cái màn hình. Sau những phần quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại để giáo sư Nguyễn Văn Canh và nhà báo Quân Lương Thiện sẽ cho chúng ta biết thêm những điều gì sẽ xảy ra sau ngày 23 tháng 2, 2017. Vâng.
Dạ thưa nghĩa là không phải là chủ tịch thượng viện, chủ tịch thượng viện là ông Kim Đức Lê, ông vắng mặt, ông là chủ tòa phiên họp, là ông Rick Dolara, đó là ông yêu cầu an ninh, và ông Bill Morning, đó là cái người mà yêu cầu cúp microphone và yêu cầu là thượng nghị sĩ Nick Nguyễn phải ngưng lại không được nói, đó. Dạ vâng, thưa quý vị, nghe lưỡi đính chánh lại có nghĩa là chủ tòa phiên họp đó chứ không phải là chủ tịch thượng viện. Vâng, mời quý vị vẫn giữ màn hình ảnh và chúng tôi sẽ trở lại sau những quảng cáo. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại phần 2 của cái buổi hội luận giữa Nghe Lữ, Giáo sư Canh và nhà báo Bùi Lương Thiện. Kính thưa quý vị, rất là nhanh, sang ngày 3 tháng 2 với sự xảy ra thì khắp nơi đã xảy ra, đã nổ ra cái việc là phải có một thái độ như thế nào. Thưa quý vị, đến giờ phút này chúng tôi nhận được rằng 20 tổ chức đã có một cái bản tuyên cáo, đồng thời có những kế hoạch. 20 tổ chức đó gồm có Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ là bác sĩ Võ Đình Hữu, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali, anh Phát Bùi, Liên Ủy ban Chống Cộng sản Tay Sai, anh Phan Kỳ Nhân, SVTN, ông Trúc Hồ, Tổng Giám đốc. Thứ năm là Tập thể Chiến sĩ Trung tâm Điều hợp Tây Nam Hoa Kỳ, Liên hội Cựu Chiến sĩ Miền Nam Cali, Cộng đồng Việt Nam Nam Cali, Cộng đồng Người Việt Los Angeles, Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở Sao Bê, Cộng đồng Người Việt ở Pomona, Đoàn Quân dân Kháng chiến Việt Nam Cộng hòa, Phong trào Hải ngoại yểm trợ mưu sinh và chủ quyền ở Việt Nam, Hội đồng Hương thân hữu Quảng Ngãi, Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Canh tân cách mạng Đảng, Đảng bộ Orange County, Hội cựu tù nhân chính trị, Hội Định Hùng, United States Marine Corps, rồi ông William Memies, đó là mayor của US Marine. Thì thưa quý vị, 20 tổ chức và cá nhân ký tên đã đề nghị, thứ nhất là cực lực phản đối hành động xúc phạm đến người Việt tại nước Cộng sản của Thượng nghị sĩ Ricardo Lara và các đồng sự của ông. Thứ hai là kêu gọi toàn thể người Việt tại nước Cộng sản ở khắp nơi lên tiếng phản đối cái hành động của Thượng nghị sĩ Lara đã vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được phát biểu ý kiến của Thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn. Và thứ ba là đòi hỏi Chủ tịch Thượng viện California, Thượng nghị sĩ Kevin DeLeon chính thức xin lỗi Thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn và cộng đồng người Việt khắp nơi. Vâng, và sau đó nữa là gì? Là tích cực tham gia cuộc đấu tranh cho tiếng nói người Việt tiền năng Cộng sản bằng những cái việc biểu tình ở Nam Cali vào ngày thứ Bảy, 4 tháng 3 và sẽ đến Quốc hội Cali ở Sacramento vào ngày thứ Hai, 6 tháng 3, 2017. Vâng, thưa quý vị, đó là những phản ứng mà đến giờ phút này chúng tôi ghi nhận như vậy. Cũng giống như Bắc Cali cũng sẽ phối hợp với Nam Cali đi vào ngày thứ Hai tới đây, lên thủ phủ Sacramento. Kính thưa giáo sư, cái việc phản ứng của cộng đồng người Việt như vậy, nó có quá đáng hay không? Và bởi vì đó trên phương diện pháp lý đó, thì Thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn có gì sai để phải chịu cái sự xúc phạm là cúp mic và mời ra khỏi phòng như vậy không thưa giáo sư? Phản ứng của đồng bào mình như vậy không có gì là quá đáng, mà tôi sợ rằng cần phải làm mạnh hơn nữa, chứ không phải chỉ lên tiếng mà thôi, hay là tổ chức biểu tình. Thế ngoài đó ra thì cái điều mà cần phải lưu ý là đây là một vấn đề nghiêm trọng về phương diện luật pháp. Nghiêm trọng ở chỗ nào? Cái sự kiện là cô Janet Nguyễn đó, đang nói thì bị cúp mic, rồi thì bị ra lệnh cho hai nhân viên của Thượng viện, an ninh của Thượng viện đưa cô ấy ra bên ngoài. Như thế là không cho cô ấy tiếp tục phát biểu. Bởi cô đã phát biểu rồi, tức là cô ấy đã nằm ở trong chương trình nghị sự của Thượng viện rồi. Thì khi mà bịt miệng như vậy, đó là một điều cấm chỉ, tối kỵ ở cái xứ này. Điều đó là vi phạm cái tu chính án hiến pháp số 1. Mà những cái tu chính án số 1 đó là một vấn đề hết sức quan trọng của người dân Mỹ. Cái thứ hai nữa ấy là vi phạm một cái điều mà người ta gọi là điều tu chính án thứ 14. Có cái trong đó có một clause gọi là Equal Protection Clause, là bảo vệ sự bình đẳng của tất cả mọi người. Cái sự việc là cô Janet Nguyễn là một người phụ nữ. Thứ hai nữa, cô là người gốc Việt, mà gốc Việt là thiểu số. Bây giờ giả thử rằng nếu mà là một người da trắng, người đàn ông da trắng, thì chắc chắn là họ để yên cho cô, cho người đó nói. Thế thành ra khi mà họ đã đuổi cô ấy ra khỏi cái podium của cái Thượng viện như vậy,
thì đó là một cái điều liên quan tới cái tu chính án thứ 14, và cái đó là một điều hết sức nghiêm trọng. Vi phạm cả hai cái điều đó là tội đại hình ở xứ này. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý cho mọi người, nhất là các dân biểu và nghị sĩ của tiểu bang, là chính họ là những người thủ phạm. Vâng, như vậy là theo ý của giáo sư nói, của thầy nói đó, có nghĩa rằng có cái tính kỳ thị ở đây, phải không ạ? Vâng, cái Equal Protection Clause của tu chính án số 14 đó là sự kỳ thị. Dạ vâng. Thưa với anh Thiện, tôi lại được biết được rằng đó là Thượng nghị sĩ, ông Chủ tịch Thượng viện, ông Thượng nghị sĩ Kevin DeLeon đó đã chính thức xin lỗi cho Chánh Nguyễn. Thì cái vấn đề này nó như thế nào thưa? Cái vấn đề nó là như thế này, ông này không có mặt tại chỗ. Và sau khi ông thấy sự việc xảy ra đó là ông đã xin lỗi, gọi là kêu trời rồi. Ông đã thấy sai quá rồi, những người đồng viên của ông làm việc sai hoàn toàn. Tôi xin nhắc lại đó là Thượng nghị sĩ Chánh Nguyễn đó đã thông báo với lại Thượng viện hôm thứ Tư là có sẽ nói đời tái chứ không phải là nói đại. Và như giáo sư đã nói đó là đã được mời lên nói đàng hoàng rồi. Mới nói vài câu thôi nghe chưa biết người ta nói gì, mới nhắc tới cái tên là Tom Eden đó, là đã nói out of order rồi. Thế nào là out of order? Tất nhiên là vi phạm đầu kỳ. Cứ thành ra theo tôi là cái ông Bonin lúc đó đó, là ông Bonin lúc đó là nói rằng cô này là vi phạm đầu kỳ để mà yêu cầu không được nói đó. Họ lạm dụng cái quyền lực, abuse cái power họ. Họ nghĩ họ đứng đó họ có cái quyền. Và có điều thứ hai là cả hai ông này là đều đảng Dân Chủ cho, và cái côn do đó là đảng Cộng Hòa. Cho nên chúng ta thấy nó có cái kỳ thị, không những mà kỳ thị đảng phái nữa. Đó, vì hai người này họ đang nắm quyền mà, đang có thế lãnh đạo mà. Đó, mà cái cô kia lại là vừa thiểu số mà vừa Cộng Hòa nữa. Thành ra vì vậy cho nên họ quên đi, họ quên cái sự sáng suốt và quên cái sự công chính công bằng mà họ đã có những cái thái độ như vậy. Thì theo tôi thì nó cũng có cái yếu tố kỳ thị đó. Đó. Tức là không những kỳ thị sắc tộc mà còn là kỳ thị đảng phái luôn. Vâng. Dạ vâng. Thưa anh, thì nếu có một điều gì đó cần nói thêm để đồng bào hiểu rõ thêm sự việc đến ngày hôm nay nó xảy ra những điều gì, thì anh cần nói điều gì? Ok, nó kỳ thị có thêm điểm này nữa là Thượng nghị sĩ Dân Chủ có nói đó là cách đó hơn một năm cũng tại cái sàn thượng viện đó, thì cũng hình như bả với ai đó là có cơ hội lên để mà vinh danh ca ngợi cố Tổng thống Ronald Reagan. Đó, thì khi cô vừa nói xong đó thì cũng có ông thường nghị xét lại ông nói không, ông chê, ông phản đối là ông chê ông Ronald Reagan phải, đó là tự do, ông quyền nói, chẳng có ai cúp microphone, chẳng có ai lôi kéo ông xuống cả. Thì cái đó là kỳ thị và công bất công rõ ràng. Thấy không? Dạ. Đó cho nên cái chuyện này rõ ràng. Bây giờ là ông chủ tịch thượng viện đó là ông có xin lời, ngỏ lời xin lỗi thôi, nhưng mà thực sự ra là cô Janet Nguyễn muốn có một lời xin lỗi công khai và chính thức. Và cái người cần phải xin lỗi hơn là ông Lara. Đó, và ông Bonin, là hai người thủ phạm chính đã gây ra cái này. Tại sao hai người đó không chính thức xin lỗi một cách công khai, mà phải để cho người khác gọi là xin lỗi giùm mình. Thành ra tôi nghĩ rằng đó. Và thứ hai, nói rằng là ông chủ tịch thượng viện nói rằng là tôi thấy là ân hận cái việc này và sorry và không, và hứa là sẽ không để việc này xảy ra nữa. Thường thường đó, khi một cái việc làm sai trái mà nhận lỗi đó và hứa trong tương lai không việc xảy ra, nó phải có hình phạt kỷ luật đi kèm, thì nó mới nói lên được là cái thiện tâm thiện trí của mình. Vậy thì những người phạm tội lắm thì phải xử phạt chứ. Đúng không? Dạ vâng. Dạ chứ tại sao you làm nhục người ta. Bây giờ chỉ một lời xin lỗi, oh sorry xin lỗi thôi, tương lai chúng tôi hứa không có điều đó, cái đó là nó không có đủ, không có đủ. Thưa anh, nếu có một điều gì đó nhân cái buổi nói chuyện ngày hôm nay với tư cách một nhà báo, với tư cách một người Việt tại Cộng sản, anh sẽ nói điều gì với cộng đồng người Việt tại thành phố San Jose nói riêng và ở miền Bắc Cali chúng ta nói chung trong sự việc này? Mời anh. Thưa quý vị, việc là cái tay phản chiến Tom Eden được vinh danh tại thượng viện như vậy là chứng tỏ là cái thượng viện này nó cũng không thấy được cái sai trái của Tom Eden đã gây khổ sở không những cho người Việt Nam mà cho biết bao nhiêu người chứng minh Hoa Kỳ đã hỗ trợ cuộc chiến đấu của chúng ta. Đó là điều sai rồi. Cho nên cái cuộc chiến đấu của chúng ta chưa có chấm dứt. Đó, bọn tả phái, những người làm sai đó họ vẫn tiếp tục, thấy không? Đó. Và cho nên chúng ta phải tiếp tục lên tiếng nói, và cái tiếng nói công chính lại bị đàn áp. Tiếng nói công chính mà đại diện là Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn lại bị đàn áp rõ ràng. Trong cái chúng nó sai trái lại được vinh danh, nghĩa là sao? Cho nên cái cuộc tranh đấu này nó vẫn tiếp tục, và đồng bào chúng ta phải tiếp tục lên tiếng nói. Đừng nghĩ rằng chúng ta qua tới xứ Mỹ tự do thoải mái rồi là chúng ta được hưởng những cái tự do và công bằng. Không có đâu. Tự do công bằng này rõ ràng nó chỉ có giới hạn thôi, và khi cái tự do công bằng này nó bị xúc phạm, và chính cái quyền lợi và cái quyền lợi danh dự tinh thần của chúng ta bị xúc phạm, là chúng ta phải can đảm lên tiếng và phải vận động để trong tương lai có nhiều thượng nghị sĩ như Janet Nguyễn nữa đó, thì khi đó thì
may ra cái tiếng nói của chúng ta mới không bị qua thường, chứ chưa chắc đã là quan trọng. Dạ vâng, à, kính thưa quý vị, từ cái sự kiện xảy ra đến với một người dân cử, người bị gốc Việt của chúng ta đã xảy ra một cái sự phẫn nộ. Phẫn nộ và phải làm cái điều gì, bởi vì 42 năm đã đi qua. Cái điều chiến tranh Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa không phải thua Cộng sản, nhưng bị trói tay từ Quốc hội Hoa Kỳ, thì đúng như lời anh Thiện vừa nói, chúng ta cần có nhiều người dân cử, người bị gốc Việt nữa để tiếp tục có tiếng nói tại Quốc hội để giúp cho đất nước Việt Nam của chúng ta thoát khỏi cái sự cai trị hèn với giặc ác với dân của Cộng sản. Bởi vì ngay cái sự kiện ngày hôm nay chúng ta thấy được rằng những cái nhóm tả khuynh, những cái nhóm thân cộng, dù đó là những người dân cử đang hoạt động tại Quốc hội Hoa Kỳ, vẫn chưa hiểu hết, thấy được những cái sai của một cái thể chế độc đảng độc tài mà Nga Xô đã phải hủy bỏ. Vâng, để chấm dứt cuộc nói chuyện, Nghi Lưỡng mời thầy công lời kêu gọi với mọi người và gửi lời chào với mọi người, thưa thầy. Tôi kêu gọi các cái thế hệ trẻ hậu duệ của người tị nạn ở Hoa Kỳ cố gắng và tích cực tham dự vào các cái chương trình hoạt động về chính trị, ứng cử, bầu cử là cái quyền hết sức quan trọng và cần phải có những người, rất nhiều người như Janet Nguyễn ở trong các cái cơ cấu chính quyền địa phương và liên bang phải tích cực công việc đó, thì từ đó mình mới có thể bảo vệ được quyền lợi của mình. Dạ vâng, mời anh Thiện. Dạ vâng, cảm ơn. Chúng tôi cũng tha thiết giống như giáo sư Canh, mong các bạn trẻ và chính ta, cộng đồng chúng ta hỗ trợ những bạn trẻ vào chính trường để chúng ta có thêm tiếng nói mạnh mẽ để bảo vệ cái quyền lợi và cái lý tưởng của chúng ta.